Bây giờ tôi ông sẽ dùng rác cá ti ti để thử thách tâm từ bi của cô ngư dân này. Bây giờ khoảng cách của tôi ôn với cô ấy là khoảng 10 mét đó. Bây giờ tôi sẽ tiến lại gần coi sao. Coi cô ấy có thể gần được rái cá ti ti của chúng ta bao nhiêu mét. Chỉ có rái cá hoàng giả nó mới có khả năng là cảm nhận được mối nguy hiểm tốt nhất. Còn những con thú mình nuôi ở trong nhà nó đã bị luyện thành thú cưng rồi, nên nó không còn cái đặc tính đó nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp cận cô ấy nè. Ti ti, cô ấy cách xa là 10 mét rồi đó. Lại gần nào. Vẫn còn hơi sợ sợ cô ấy, nhưng mà rái cá ti ti dám tiếp cận thuyền của cô ấy. Rồi bỏ chạy rồi. Sao con? Cô này hiền quá hả ti ti? Cô ấy này không, cô gái này không có mối nguy hiểm hả? Vậy là nó không sợ cô rồi. Vậy con ở gần thuyền cô được. Chứ anh Tèo, nó cách xa anh Tèo tới 20 mét luôn. Mấy người kia cũng vậy, nó sợ lắm, nó không dám đứng gần. Nó Ông chạy đã chưa? hỏi anh Tèo rồi hả? Dạ rồi. Nên con đâu có lên thuyền anh lấy cá rồi đâu. Lại gần nó chạy đi mất tiêu rồi. Sắp tới con sẽ huấn luyện cho nó lụm mấy rác thải nhựa dưới nước. Chúng ta sẽ học cách nhặt rác nhựa dưới nước ha Ti Ti ha. Đúng không? Tuần này mình lo phóng sanh cho nó rốt ráo những cái việc mà quý vị Bồ Tát đã giao cho mình phóng sanh cho hết. Sau đó mình rảnh rồi mình sẽ đi dọn rác thải trong môi trường này ha. Ok. Dạ theo ghe te mà đi 5-6 tiếng chạy te te ở ngoài sông á, đợi mệt lắm, nắng dữ lắm cô ơi. Con ở đây con trốn trong mấy cái láng rồi, canh me ai đi về con phóng sanh nó tiện. Ghe te với lại phải chơi lớn cô à, vốn phải mạnh nữa. Dũng mạnh mới chơi ghe te được. Ừ. Rồi phóng xanh nha. Để cô ấy đi. Cô đó sắp xong rồi đó.